cho anh để kế toán. Về đấy. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Đến đây chơi nhá. Đến đây ăn sữa chua cũng được, xay cà phê gì đến đây ăn cũng được. Mày đừng thấy anh dẹp dai cho mình cứ tán tỉnh nhá. Ở trong mặt của cô gái đẹp thì là mập lên. Không đẹp thì nó không đẹp. Đẹp thì nó không đẹp nhưng mà nó khổ. Có anh đi. Ui giời ơi, thế này thì to rồi, mình biết ơ lô của thật như đẹp hết nhỉ. Cảm ơn Tuấn nha đã quay phim kiểm tra hàng. Đổi nó sao được? Xong chưa? Ở kiểu vào mắt là hàng hiệu làm sao mà đổi được? À thế à? Cái này được quyền đổi mà. Em thử xong người ta cầm ra cho mà thử xem cái đấy của em. 1,44 triệu. Chuyển nốt cho người ta đi. Đây, Linh. Cô giày về đây đẹp này. Giày mấy triệu nó khoảng trăm thôi. Đấy, em thử đi. Cái này là có mã để check đây. À, có mã để check. Cho thêm đi tất cả vào chứ. Quay chân thôi. Của ai đây? Có sao đi, này nó lại có cái gì màu màu thế kìa. Cho nó nhìn. Em bảo có hai đôi này mà sao cái hộp nó to thế? Hả? Để nó bảo cái này xịn ra của mình. Nó đóng hộp mà để nó bảo vệ cái hộp trong chứ sao? Đôi sao của chị không có cái này nhỉ? Hay là đứa này giày đẻ rồi, giày kia giày xịn. Cái tối nay nó có cái miếng xốp kìa. Ai mà biết được? Thế của ai đắt tiền hơn? Giá như nhau. Thế là 900 à? Đúng là... Chị ơi, giày này mấy triệu đô cơ mà. 1,8 triệu đây. Ừ, đây là sale rồi. À, sale rồi. Trừ các cả các gì, mấy triệu đô thì là trừ... 1,390,000. Sale rồi đấy, còn 1,8 triệu đấy. 1,890,000 một đôi. Xong nhá. Xong rồi, cảm ơn.